các bạn có thể đặt câu hỏi ở tại fanpage của công ty Tiến Thành và trên fanpage Bet24h, thì chúng tôi sẽ lọc các câu hỏi từ hai page đó để chia sẻ cho các bạn và giải đáp cho các bạn. Thì chúng ta kế hoạch chúng ta là 8:30, tuy nhiên thì có trục trặc một chút xíu thì chúng tôi quyết định lùi lại là 8:35. Ngày hôm qua thì Bet24h đã cùng với bên Genesis chia sẻ với các bạn là một cái chủ đề có lẽ là cũng khá là khó và nó khá là khô khan liên quan đến vấn đề về di truyền và chọn giống. Tuy nhiên thì qua cái buổi ngày hôm qua thì chúng tôi cũng thấy là với cái cách truyền đạt của các vị khách mời cũng như là các cái đặt câu hỏi của các bạn thì đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải lưu tâm và chúng ta cần phải được trang bị thêm những cái chuyên môn kiến thức, đặc biệt là những cái vấn đề mà mang tính chất ứng dụng khi mà chúng ta làm công tác về giống. Thế thì nếu mà ta chỉ có đơn thuần chúng ta áp dụng những cái kiến thức ở trên 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 lớp hoặc là trên các cái tài liệu thì nó chưa đủ để cho chúng ta có thể vận hành cũng như là có những cái kiến thức đầy đủ để áp dụng vào khi mà chúng ta làm công tác giống. Ở những công ty, những doanh nghiệp lớn thì họ có bộ phận chuyên về di truyền riêng, di truyền chọn giống riêng. Tuy nhiên thì các cái trang trại hoặc các cái nông trại thì cái việc mà chúng ta có theo dõi riêng về di truyền nó cũng rất là hạn chế. Chính vì thế nên là chúng ta nên có những cái phần trang bị thêm những cái chuyên môn kiến thức về 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 vấn đề di truyền cũng như là chọn giống của trên con heo. Và thời gian tới thì Bet24h sẽ phối hợp với các chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật, các giám đốc kỹ thuật của các công ty sẽ có những cái chia sẻ định kỳ về những cái chủ đề liên quan đến giống, công tác giống cũng như là các cái liên quan quy trình chăn nuôi cho các bạn. Thì tiếp nối ngày hôm nay cũng xin phép các bạn là chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là chủ đề về bệnh tai xanh. Thì hôm nay chúng tôi lấy tên là cập nhật về bệnh tai xanh và chương trình phòng kiểm soát. Tức là đối với tai xanh thì nó là vấn đề mà không còn mới đối với Việt Nam. Kể từ năm 2007 khi mà nổ ra những ổ dịch đầu tiên và đến bây giờ khoảng gần 15 năm rồi thì tai xanh vẫn là vấn đề mà đau đầu và vẫn là cái một trong tác nhân gây bệnh mà gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi. Mặc dù hiện nay thì chúng ta đã có vaccine để phòng bệnh, tuy nhiên thì cái hiệu quả của chương trình vaccine cũng như là cái sự đồng bộ của chương trình vaccine ở các cái hệ thống trang trại khác nhau là khác nhau, do đó là cái hiệu quả trong công tác phòng chống bệnh nó cũng gặp rất nhiều những cái còn hạn chế, và để làm sao đó cung cấp cho các bạn cái nhìn nó đầy đủ nhất, đơn giản nhất và dễ hiểu nhất về về vấn đề tai xanh thì hôm nay tôi các bạn biết rồi, tôi là Minh Nguyễn Văn Minh đúng không ạ? Thì cũng gặp các bạn khá là nhiều lần rồi, các bạn đồng nghiệp thì đều biết tôi. Thứ hai nữa là có anh Thạch Văn Mạnh, anh Mạnh thì hiện nay là trưởng phòng kỹ thuật heo của công ty Tiến Thành. Trước khi chuyển sang Tiến Thành thì anh Mạnh có kinh nghiệm làm việc ở tại tập đoàn CP, ở phòng chẩn đoán xét nghiệm của CP, và khi sau đó thì sang Marvin thì với vai trò là phó trưởng phòng thú y phụ trách toàn bộ vấn đề về animal health trên heo của Mavi. Và hôm nay thì tôi lại rất là có vinh dự được cùng với anh Mạnh để có cái buổi chia sẻ giao lưu với các bạn. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì xin mời anh Mạnh có lời chào tới anh em, 500 anh em nhé. Em cảm ơn thầy Minh. Em xin gửi lời chào tất cả anh chị tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay, thầy Minh và em. Thì đầu tiên cho em giới thiệu một chút là cá nhân em tên là Mạnh. Hiện tại là em đang phụ trách bên mảng kỹ thuật heo tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thú y Tiến Thành. Trước đây là em có làm bên công ty CP và làm ở bộ phận chẩn đoán và xét nghiệm. Bên CP có làm trực tiếp bên mảng farm của hệ thống gia công của công ty, và sau đó cũng hỗ trợ cho bên mảng khách hàng sử dụng cám con giống của công ty. Và 2019 2020 thì có qua công tác bên Pavin Office, cũng làm cùng thầy Minh phát triển
bên bộ phận xét nghiệm và bộ phận thú y ở bên Mabin. Sau khi làm đó 2 năm thì có thay đổi công việc về hiện tại là đang làm ở Tiến Thành. Thì trong cái bài ngày hôm nay là thì mình và em sẽ chia sẻ với tất cả anh chị về cái chủ đề về thế giới xanh. Thì bây giờ em sẽ xin nhường mic lại với thầy ạ. Và cảm ơn tất cả anh chị. Rồi ok ạ. Cảm ơn anh Mạnh, cảm ơn tất cả anh em. Thì để cho cái buổi chia sẻ chúng ta hôm nay được nó thông suốt thì tôi có mấy cái đề nghị. Thứ nhất là đề nghị tất cả anh chị em trong Zoom là mình không dùng tay mình di chuột lên màn hình, bởi vì nó sẽ tạo thành các cái nét vẽ trên màn hình và ảnh hưởng tới sự theo dõi của những người khác. Và cái thứ hai nữa là trong cái quá trình tôi đang trình bày thì xin phép được tắt mic của tất cả anh chị và chúng ta sẽ mở mic lại trong cái phần trao đổi. Thì nội dung ngày hôm nay thì chúng tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất là những cái thông tin về lâm sàng của vấn đề tai xanh, thì phần này tôi sẽ chia sẻ. Phần thứ hai là liên quan đến cái chương trình phòng cũng như là xử lý các cái tình huống về tai xanh. Thì riêng về vấn đề tai xanh, đặc biệt là tai xanh độc lực cao Trung Quốc, thì tôi và anh Mạnh cũng có những cái trải nghiệm khi mà triển khai các cái công việc cùng nhau, thì sẽ có rất nhiều những cái chia sẻ cho các bạn. Và tôi có lướt qua trên bảng câu hỏi thì cũng có khá nhiều câu hỏi liên quan tai xanh Trung Quốc, và chắc là hôm nay chúng ta sẽ có những cái chia sẻ rất là hữu ích dành cho các bạn. Và tôi cũng xin phép là ở trong khuôn khổ một cái buổi chia sẻ online thì chúng ta không thể trao đổi được một cách nó đầy đủ và rõ hết về tất cả thông tin về tai xanh, vì tai xanh nó rất là mênh mông. Và chúng tôi xin phép là sẽ tóm lược những cái thông tin chính liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay. Thế còn những cái chủ đề khác, những cái nội dung khác liên quan đến những cái vấn đề sâu hơn thì các bạn có thể để lại câu hỏi, hoặc là chúng tôi sẽ gửi tài liệu để các bạn tham khảo, bởi vì chủ đề về tai xanh rất là mênh mông, đúng không? Thì tôi xin phép được vào cái phần của tôi. Và dự kiến là cái chương trình chia sẻ của chúng tôi nó sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, sau đó là anh chị em có các cái công việc thì mình lựa để mình thu xếp, thì tôi xin phép sẽ tắt tất cả mic của mọi người. Rồi. Vâng, đầu tiên thì tôi sẽ xin phép được trình bày trước. Thứ nhất là chủ đề hôm nay thì như các bạn đã theo dõi ở phần màn hình rồi, thì tôi sẽ làm đến cái phần hai cái phần đầu là phần cập nhật một số cái thông tin về tai xanh cũng như là các cái vấn đề về lâm sàng. Trước nay thì chúng ta được theo dõi hoặc là chúng ta tìm hiểu khá nhiều những cái tài liệu về tai xanh. Tuy nhiên thì mỗi một tài liệu thì nó cập nhật ở một cái góc độ. Ví dụ như các thông tin về vaccine thì họ thường tập trung liên quan đến những vấn đề về miễn dịch về vaccine. Còn những vấn đề lâm sàng thì thường là họ chỉ lướt qua. Và đối với tai xanh thì cũng là cái bệnh virus và ít có những cái giải pháp mà chúng ta xử lý bằng kháng sinh hiệu quả, nên là chúng ta cũng không có nhiều những cái thông tin về phần đó. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ phần nào các thông tin đó để giúp cho các bạn có thể có thêm thông tin để mình áp dụng vào cái công việc của mình. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu một số cái nét cơ bản về tình hình chung. Thì chúng ta biết là cái ổ dịch tai xanh đầu tiên năm 2007 và kéo dài cho đến 2008, nổ ra đầu tiên ở khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phía đồng bằng sông Hồng. Và cái thời điểm đó năm 2007 là chúng tôi đã phải tổ chức những cái ở khoa thú y là tổ chức những cái đoàn sinh viên mà đi hỗ trợ cho công tác dập dịch. Lúc đó nó bị rất là khủng khiếp và thiệt hại vô cùng là lớn. Thì cái ổ dịch đầu tiên nó diễn ra ở khu vực đồng bằng sông Hồng với rất nhiều các cái tỉnh mà chăn nuôi heo lớn, đặc biệt là khu vực Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, đúng không? Và các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh là những cái tỉnh mà ổ dịch đầu tiên. Và sau đó thì nó lan dần vào khu vực phía miền Trung, khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, tiếp tục kéo dài đến 2018 và 2008, và tiếp tục là lổ ra ở Đồng Nai, thủ phủ heo, và Việt Nam chính thức là trở thành cái đơn vị mà nổ ra cái tai xanh ở trên thế giới, có trên bản đồ tai xanh trên thế giới. Thì đây là cái ổ dịch đầu tiên mà ta biết đến, và đến thời điểm này là gần 15 năm thì chúng ta đã có vaccine để phòng bệnh. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà tai xanh nổ ra
ở các trang trại đâu đó thì vẫn còn và vẫn có những cái biểu hiện ở các cái mức độ khác nhau, và thì chúng ta cùng tìm hiểu là tại sao lại như vậy và chúng ta sẽ phải kiểm soát và sống chung với nó như thế nào. Ở trong cái nhóm các cái bệnh hô hấp hiện nay thì tai xanh nó đóng là một trong những cái yếu tố nguyên phát, các cái yếu tố khởi phát cho các cái bệnh khác. Bản chất của tai xanh hiện nay thì nó không phải là cái bệnh mà gây chết nhiều, mà nó là cái bệnh mà sẽ mở đường để cho các cái vi khuẩn bội nhiễm, xâm nhiễm. Do đó là chúng ta kiểm soát được tai xanh, kiểm soát được Sico, kiểm soát được cúm heo và kiểm soát được các cái Myco thì gần như là các cái bệnh do kế phát thì chúng ta sẽ có cái giải pháp kiểm soát được bằng kháng sinh. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta triển khai các cái chương trình vaccine tai xanh hoặc là vaccine Sirco hoặc là Myco không 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 hợp lý, không phù hợp thì nó sẽ làm cho cái nguy cơ bùng phát dịch ở trong trại rất lớn. Đối với các cái bệnh do virus thì chúng ta hiện nay thì căn bản là các bệnh do virus trên heo trừ dịch tả heo châu Phi thì chúng ta đã có cái vaccine để phòng, và chúng ta có thể kiểm soát các cái bệnh này về bằng cái giải pháp về an toàn sinh học. Trước khi dịch tả heo châu Phi xảy ra thì nói đến an toàn sinh học thì chúng ta vẫn còn những cái rất là mơ hồ đúng không ạ? Hoặc là chúng ta áp dụng nó rất là hời hợt. Nhưng mà khi dịch tả heo châu Phi xảy ra, nó không có vaccine và cái sức tàn phá của nó vô cùng khủng khiếp, thì lúc đó cái an toàn sinh học là một yếu tố mà được đề cao cũng như là được quan tâm hàng đầu. Và đến thời điểm này thì khi mà chúng ta thực hiện an toàn sinh học thì cũng góp phần để hạn chế được các cái bệnh do virus vi khuẩn nói chung ở trên con heo, và cái vai trò của an toàn sinh học mà không thể chúng ta không thể phủ nhận được. Bên cạnh đó thì các cái bệnh virus hiện nay như tai xanh, Sirco, giả dại, rồi các cái bệnh do virus khác thì cũng đều có vaccine và chúng ta có thể tiêm phòng. Thế còn các cái bệnh mà liên quan đến vi khuẩn kế phát như là APP, tụ huyết trùng, Grasser, rồi viêm teo mũi hoặc là Myco thì chúng ta đều có thể kiểm soát bằng cái chương trình vaccine hoặc là bằng chương trình kháng sinh. Thì chúng ta lướt một chút về các cái tác nhân gây bệnh hô hấp là như vậy. Chúng ta đi về cái tìm hiểu một chút về cái virus gây bệnh rối loạn hô hấp sinh sản này. Thì hiện nay thì virus này thì có hai cái chủng chính và nó có nhiều cái biến chủng khác nhau. Thì người ta gọi là chủng châu Âu hoặc là chủng Bắc Mỹ, và ít nhất thì có 20 cái biến chủng khác nhau hiện nay đang tồn tại. Và biến chủng tai xanh mới, hay còn gọi là tai xanh chủng độc lực cao Trung Quốc, thì được tìm thấy ở Trung Quốc năm 2006 và tài liệu này được công bố bởi OIE. Và hiện nay thì tai xanh chủng độc cao Trung Quốc thì cũng lưu hành ở Việt Nam, cũng trở thành phổ biến ở Việt Nam, và nó cũng có đồng thời cùng cái thời điểm là 2007, 2008 khi mà tai xanh vào Việt Nam. Và hiện nay thì tai xanh được phát hiện cách đây hơn 10 năm. Thì cái nguồn gốc thì ban đầu người ta xác định là do cái nguồn heo chúng ta nhập khẩu về làm heo heo giống. Giai đoạn đầu thì nó chỉ làm heo sảy thai, làm cho heo đực bị giảm tinh. Nhưng mà đến năm 2007 thì nó bùng phát ở miền Bắc và sau đó lan vào miền Trung và Việt Nam, và nó trở thành một cái bệnh rất là nghiêm trọng. Và rất nhiều các cái tài liệu, rất nhiều các cái công bố, các nghiên cứu ở tại Việt Nam cũng như là của các cái chuyên gia của các hãng, người ta cũng công bố về vấn đề tai xanh ở Việt Nam. Các bạn có thể lên mạng các chúng ta tìm hiểu rất nhiều thông tin. Virus này thì nó là hiện nay cái kiểu gen của nó phân ra làm hai 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 nhóm gen, đó là cái virus tai xanh type 1, hay còn gọi là chủng châu Âu. Chủng này nó xuất phát từ cái chủng nguyên mẫu là có tên là Lelystad, và chủng cái tai xanh type 2 là hay còn gọi là chủng Bắc Mỹ. Chủng nguyên mẫu thì được gọi là được so sánh với cái chủng VR2332, mức độ tương đồng về 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 nucleotide nó cũng từ 50 đến 70% và acid amin từ 50 đến 80%. Như vậy là với cái mức tương đồng này là mức tương đồng thấp, nên là chúng ta khi chúng ta sử dụng vaccine mà chúng ta sử dụng hai cái chủng này thì cái bảo hộ chéo cho nhau là nó sẽ rất là hạn chế. Và hiện nay thì cũng có một số đơn vị người ta có cái vaccine, người ta trao đổi là nó có thể bảo hộ chéo được cả hai, tuy nhiên thì
nó chưa nhiều các cái thông tin cũng như là chưa nhiều các kết quả nó chứng minh được cái mức độ bảo hộ chéo của hai cái chủng virus tai xanh này. Và đến năm 2006 thì có một cái chủng mới, người ta gọi là một chủng mới, thực ra nó là một biến chủng, gọi là chủng tai xanh độc lực cao, hay còn gọi là tai xanh chủng lực Trung Quốc. Đó, thì hiện nay đã ghi nhận là ba cái chủng đang lưu hành, đó là chủng châu Âu, chủng Bắc Mỹ và chủng tai xanh chủng độc lực cao Trung Quốc. Và trên đây là cái cây sinh dòng mà các bạn có thể nhìn thấy, là cái chủng độc lực cao Trung Quốc thì nó cũng xuất phát từ cái chủng liên quan đến gì ạ, chủng gốc là chủng từ chủng Bắc Mỹ. Và cái chủng thứ hai là chủng châu Âu, nó khác hoàn toàn so với chủng gì ạ, Bắc Mỹ. Và hiện nay thì nó có thêm một số các cái chủng virus tai xanh khác, ví dụ như như cái chủng LADC30 lai mà sau đây tôi cũng sẽ chia sẻ, mà ở trong, nếu bạn nào có tham gia hội thảo của bên Velatech thì cũng đã được cập nhật về cái chủng virus mới này. Nó cũng không phải là mới, nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa ghi nhận, nhưng hiện nay thì với cái diễn biến của tai xanh rất là phức tạp thì cũng có thể là cái chủng này nó cũng đã lưu hành ở Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta chưa có những cái nghiên cứu đầy đủ hoặc là những cái xét nghiệm để chúng ta khẳng định được là cái chủng này hiện nay nó tồn tại lưu hành ở Việt Nam hay không. Thì đây là một cái công bố về cái chủng LADC30 và LADC31 được phân lập vào năm 2008, công bố trên tạp chí Virus. Đây là một cái công bố về cái hai cái chủng, hai cái biến chủng này. Đối với cái chủng LADC30 ấy, thì nó là cái độc lực trung bình và nó gây ra cái hiện tượng mà sốt, sốt trên heo, sốt đỏ trên heo. Và đây là cái LADC30 và LADC31, chúng ta thấy là nó có liên quan trong cái cây sinh dòng. Còn đây là cái chủng LADC30 lai. Thì đây là một cái công bố được công bố năm 2015, khi mà xem xét một cái ổ dịch năm 2013-2014 ở Trung Quốc, thì người ta xem xét đánh giá trên 700 trại lợn Trung Quốc thì lợn con bị rối loạn hô hấp với cái tỷ lệ tử vong rất là cao, từ 30 cho đến 50%. Thông thường thì nếu mà chết do vấn đề tai xanh thì nó chỉ rơi vào, như hiện nay thì nó chỉ ở cái mức khoảng 20% thôi. Nhưng mà cái ổ dịch giai đoạn từ 2013 cho đến 2014 ở Trung Quốc thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Và hiện nay người ta ghi nhận một cái biến chủng của tai xanh, đó là LADC30 lai, cũng gây ra những cái vấn đề về lâm sàng rất là điển hình. Thì hiện nay thì một số phòng lab và một số anh chị em làm chuyên môn, chúng tôi cũng đưa cái chủng này vào là một trong cái chủng mà để có thể là làm các cái xét nghiệm đánh giá để có thể, nếu phát hiện ở Việt Nam, để đánh giá thêm và có những cái chương trình đưa ra những khuyến cáo chương trình phòng ngừa một cách nó phù hợp. Tiếp theo thì vẫn là cái thông tin liên quan đến cái chủng độc lực cao Trung Quốc này. Thì từ năm 2016-2017 thì một cái nghiên cứu được công bố trên tạp chí về về vi sinh, thì nó trong một cái nghiên cứu khoảng 18 chủng tai xanh được phân lập thì trên 52 mẫu bệnh phẩm ở cái tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, thì người ta thấy là có 83%, tức là 15 trên 18 cái dòng phân lập thuộc về chủng, thuộc cái giống LADC30. Như vậy là nó cũng khá là phổ biến với cái tỷ lệ phát hiện rất là cao. Và có tới 16,7%, tức là 3 trên 18 mẫu là chủng rất gần với chủng độc lực cao Trung Quốc, HPPIS. Và các cái chủng độc lực cao này dường như đang biến mất, và cái chủng LADC30 lai này nó trở thành cái tác nhân gây bệnh chính với các cái ổ dịch PIS ở Trung Quốc. Thì hiện nay thì các cái công bố về cái chủng LADC30 hoặc là LADC30 lai này nó tiếp tục có những cái công bố mới, và chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật và chúng ta theo dõi cái vấn đề này ở Việt Nam, xem nào cái chủng này nó lưu hành ở mức độ như thế nào. Và
Nó cũng thuộc cái chủng động lực cao, nhưng mà nó là cái chủng mà sẽ tương lai nó sẽ là thay thế cái chủng gì ạ, động lực cao Trung Quốc, ở Trung Quốc. Thế còn ở Việt Nam chúng ta chưa có những cái ghi nhận. Và cái chủng LADC30 Lite này thì chúng ta thấy là nó phát sinh từ chủng Bắc Mỹ, đúng không? Phát sinh từ chủng Bắc Mỹ. Nhìn từ cây sinh dòng này chúng ta thấy, và đây là những cái gen mà người ta phát hiện ra, thì được đánh dấu đỏ ở trong cái bài này, thì nó không liên quan, không đi sâu vào sinh học phân tử, nên là tôi sẽ lướt qua những phần này. Và hiện nay thì mới đây nhất trên ngày 31 tháng 3 năm 2021 thì trên tạp chí The Big Science thì có công bố một cái biến thể mới của tai xanh, đó là PIS 144L1C, và nó có những cái triệu chứng lâm sàng rất là rõ rệt và lây lan rất là nhanh chóng, rất là nhanh chóng. Và ở Mỹ thì người ta đầu tiên người ta phát hiện, ở một như cái bài báo này công bố thì ở Mỹ người ta phát hiện một cái ổ dịch có 10 con lợn nái bỏ ăn trong vài ngày, và sau đó thì nó tăng lên trên 100 con và tiếp tục tăng. Và cũng trong khoảng thời gian đó thì cái số lượng heo bị sảy thai nó đạt kỷ lục, và tỷ lệ tử vong ở lợn nái cũng tăng đột biến. Chính đây là một cái công bố rất là mới vào năm 2021. Và trong giai đoạn lợn con theo mẹ và kết thúc ở giai đoạn trưởng thành thì nó có biểu hiện là giảm ăn, giảm uống rất là rõ rệt, và dấu hiệu hô hấp trầm trọng, và tỷ lệ tử vong là vượt quá 25%, ngay cả trên những cái lợn đã được tiêm phòng. Tất cả lợn đã được tiêm phòng vẫn có nguy cơ bị nhiễm cái bệnh này. Và hiện nay thì người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu, và người ta sẽ có cái công bố mới về cái chủng virus này. Ở Việt Nam chúng ta thì giai đoạn gần đây thì chúng ta sẽ nhập rất nhiều cái heo giống từ Trung Quốc, nhập rất nhiều heo, xin lỗi, heo giống từ 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 các nước châu Mỹ cũng như là của Mỹ và Canada. Do đó là cái nguy cơ mà chúng ta đưa cái mầm bệnh này về Việt Nam cũng rất là có khả năng. Biến thể virus mới này ấy, thì nó tạo ra cái lượng virus huyết rất là cao, rất là cao, và nó có thể bùng phát thành dịch, và sau đấy đó thì cái tỷ lệ tử vong có thể từ 50 cho đến 80% ở giai đoạn heo con theo mẹ. Đối với heo nái thì nó sẽ xuất hiện cái tỷ lệ phôi thai và thai phụ rất là cao. Như vậy là đối với cái biến thể mới này ấy, thì nó sẽ gây bệnh trầm trọng trên heo heo con theo mẹ và heo cai sữa. Còn đối với heo nái thì nó sẽ xảy ra ở nhóm heo đang mang thai và gây ra tình trạng thai khô và thai gỗ. Thì đây là một cái biến chủng mới mà chúng ta cũng lưu tâm. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các cái công bố khoa học, và có thể dịch lại và trích dẫn để cập nhật cho anh chị em. Đó. Thì đấy là hai cái thông tin mà liên quan đến các cái biến chủng mà chúng ta cần quan tâm trong thời gian tới. Chúng ta quay lại về đối với virus virus gây bệnh tai xanh này ấy, thì chúng ta có một cái đặc điểm ta hết sức lưu ý là virus tai xanh là virus là một trong virus có vỏ bọc, và nó có cái tấn công lên cái đích tấn công của nó là cái tế bào đại thực quản ở phổi. Do đó là khi mà bị tai xanh, virus tai xanh tấn công, nó phá hủy các cái hệ thống phòng vệ ở phổi, đặc biệt là các cái tế bào đại thực bào, thì gần như nó sẽ mở đường để đón các cái mầm bệnh bội nhiễm. Nên khi bị tai xanh chúng ta thấy là có rất nhiều các cái bệnh kế phát. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái bệnh tích của các bệnh khác, ví dụ như GRASSER là phổ biến nhất, rồi liên cầu, rồi APP, đúng không? Rồi cả MYCO là những cái mầm bệnh mà nó rất là dễ kế phát khi mà tai xanh xuất hiện. Do đó là chúng ta kiểm soát được tốt tai xanh thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ kiểm soát tốt được các cái mầm bệnh bội nhiễm từ môi trường. Mà trong môi trường chăn nuôi thì cái việc mà chúng ta để loại trừ hoàn toàn các cái vi khuẩn có thể gây bệnh đường hô hấp là điều rất là khó. Đối với cái virus tai xanh này ấy, thì nó phá hủy trên 40% số lượng tế bào đại thực bào trong cơ thể. Đích tấn công của nó là đại thực bào phổi, nhưng mà các đại thực bào khác trong cơ thể thì nó cũng phá hủy lên tới 40%, nên là nó gây suy giảm miễn dịch rất là trầm trọng, gây viêm phổi và nhiễm trùng máu, và từ đó nó có thể kế phát một loạt các cái bệnh khác.
Nếu mà nhiễm sai tay xanh mà sau đó nó có lưu hành vấn đề các virus như sơ cô rồi suyễn rồi tụ huyết trùng APV thì vấn đề nó sẽ trở nên rất là trầm trọng. Nên là chúng ta lưu ý là vấn đề tay xanh chúng ta phải kiểm soát làm sao đó thật là chặt chẽ và phù hợp ở trên từng cái nhóm đối tượng khác nhau thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta nâng cao được cái năng suất cũng như bảo vệ được sức khỏe đàn. Và đây là cái quá trình gây bệnh của virus tai xanh thì đích tấn công là đây là cái tế bào đại thực bào phía lang bình thường thì khi virus tai xanh này nó vào thì nó phá hủy các cái tế bào đại thực bào này và các tế bào đại thực bào ở phía lang thì nó đóng vai trò như những cái tế bào trình diện kháng nguyên cũng như là các cái tế bào bảo vệ cơ thể ở cái vòng ngoài. Thế thì khi mà bị phá hủy cái hàng rào phòng ngự này ấy, thì cái sức đề kháng của con heo nó giảm rất là khủng khiếp và trong đó thì các cái mầm bệnh liên quan đến đường hô hấp thì nó có cơ hội nhân lên bội nhiễm và gây bệnh và lúc đó thì chúng ta thấy là những cái biểu hiện đường hô hấp rất là trầm trọng. Về một số cái đặc điểm dịch tễ của bệnh này thì trong trong trại thì tai xanh nó lưu hành trong trại do nhiều cái con đường khác nhau. Thì đối với một cái trại âm tính hoặc là một cái trại mà người ta kiểm soát tốt tai xanh ấy, thì cái nguồn mà tai xanh có nguy cơ vào trong trại lớn nhất đó là chính là heo heo hậu bị thay đàn, đúng không? Hậu bị thay đàn và cái virus tai xanh này có thể tồn tại trong máu nhiều lần sau khi nhiễm và để loại trừ toàn bộ cái virus này ra khỏi cơ thể thì mất cái thời gian từ 5 đến 6 tháng. Như vậy là một cái trại mà nổ dịch tai xanh để mà ổn định trở lại thì ít nhất là mất 5 đến 6 tháng và để loại trừ hoàn toàn thì nó có thể mất cái thời gian lâu hơn nữa. Nó phụ thuộc vào các cái giải pháp chúng ta đưa ra và phụ thuộc vào các cái chương trình của chúng ta nó có phù hợp hay không. Đó. Thì ở trong 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 đàn thì đối với nguồn nó vào thì nó có thể là từ heo lọc nó qua tinh heo và lây nhiễm sang heo nái hoặc là từ hậu bị này có thể từ những cái heo mà chúng ta vỗ béo hoặc là heo chúng ta nuôi hậu bị ở bên ngoài nó đưa vào thay thế và nó nhiễm và gây ra nhiễm cho con nái. Đối với heo nái thì nó có thể truyền cho con heo con và nhiễm virus cho tới tận giai đoạn thịt và vỗ béo. Rồi chúng ta có thể mua heo ở các cái nguồn không rõ khác nhau thì cũng là cái nguồn mà có thể đưa 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 cái mầm bệnh vào trong trại. Và phần lớn thì với cái giá heo như hiện nay, giá heo xuống thấp như hiện nay thì cái việc mà người ta tiêm phòng cái vaccine tai xanh cho heo sau cai sữa, heo cai sữa hoặc là hay heo theo mẹ sau cai sữa là vấn đề mà chúng ta cũng phải lưu tâm. Trước kia giá tốt thì có thể là người ta sẽ tiêm nhưng mà bây giờ giá nó thấp đi thì người ta giảm chi phí có thể người ta không tiêm. Và nếu không tiêm thì nó sẽ bị chống cái miễn dịch một cái khoảng thời gian. Và trong các cái trại hiện nay thì đều có vấn đề lưu hành tai xanh và đặc biệt tai xanh trùng đột cao Trung Quốc. Và khi mà kháng thể mẹ truyền nó xuống thấp, con chưa được tiêm phòng vaccine thì vào một cái môi trường mà có điều kiện chăn nuôi nó không đảm bảo, bị stress nhiều, mật độ cao, môi trường nuôi mới và không được tiêm phòng vaccine trước thì cái nguy cơ mà bùng tai xanh ở giai đoạn sau cai sữa hoặc là mới nhập trại là rất lớn. Thì đây là một cái đặc điểm ta hết sức lưu ý. Về một số cái đặc điểm dịch tễ khác thì khi lây nhiễm thì mức độ nghiêm trọng và biểu hiện lâm sàng thì nó thể hiện nó phụ thuộc vào thứ nhất là cái biến chủng của virus, thứ hai là nó phụ thuộc vào sự hiện diện của các cái mầm bệnh, tức là virus đó nhiễm là virus tai xanh chủng châu Âu hay Bắc Mỹ hay là tai xanh chủng đột cao Trung Quốc. Rồi chúng ta hiện diện các mầm bệnh đó là gì ạ? Cái áp lực đối với các cái mầm bệnh ở trong chuồng trại là như thế nào? Nếu chúng ta nuôi mật độ cao chuồng trại bí khí thì lúc đó là cái áp lực mầm bệnh sẽ rất lớn và nguy cơ bùng là rất cao. Cái thứ nữa là tuổi heo bị nhiễm. Nếu heo mà càng bị nhiễm ở cái tuổi mà nhỏ thì giai đoạn theo mẹ, giai đoạn cai sữa thì những cái giai đoạn về sau là nuôi sẽ rất vất vả và tốn rất nhiều chi phí thuốc. Rồi cái miễn dịch của đàn, độ đồng đều về miễn dịch của đàn nó như thế nào? Rồi mô hình chuồng trại là chuồng kín hay chuồng hở? Rồi môi trường chăn nuôi là gì ạ? Như thế nào? Thì tất cả những yếu tố này, yếu tố dịch tễ này nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề lây bệnh rồi lưu hành của cái tai xanh này cũng như là ảnh hưởng tới các cái chương trình mà chúng ta triển khai. Virus tai xanh thì nó có thể nhiễm bệnh liên tục và có thể truyền ngang và truyền dọc. Tức là gì ạ? Nếu mà trong một chuồng trại, trong một trại mà nó có vấn đề lưu hành tai xanh
thì nó cứ nhiễm vào, nó lại bài thả ra, nó nhiễm cho những cái con mà có miễn dịch thấp, và sau đó là gì ạ, những con đó nó lại bài thả ra, và cứ thế nó tạo thành một cái vòng xoáy ở trong trại. Nên là chúng ta để loại trừ hết tai xanh ở trong một trại là rất khó, và bây giờ để kiếm một cái trại âm tính ở Việt Nam cũng tương đối là khó chứ không phải là dễ. Thì nó có thể truyền ngang và truyền dọc, thì truyền qua nhau thai, truyền từ mẹ sang con, hoặc là truyền từ heo khỏe sang heo bệnh, thông qua tiếp xúc, thông qua tinh, dụng cụ chăn nuôi, không khí và côn trùng. Đặc biệt là vấn đề là kiểm soát cái truyền nhiễm tai xanh qua tinh là chúng ta ít ít quan tâm, trừ những cái hệ thống công ty lớn thì họ định kỳ họ giám sát cái sức khỏe đàn thông qua việc kiểm tra sức khỏe con đực cũng như là xét nghiệm tinh để đánh giá nhiễm khuẩn cũng như là sàng lọc cái virus, thì người ta có thể kiểm soát được tốt hơn. Nhưng mà ở ngoài dân mà chúng ta phụ thuộc vào nguồn tinh bên ngoài, hoặc là chúng ta lấy tinh nhảy trực tiếp, thì cái nguy cơ mà lây nhiễm bệnh này thông qua tinh là rất lớn. Rồi cái quá trình mà chúng ta di chuyển đàn giống, đúng không? Chúng ta nhập thêm giống, đặc biệt là giai đoạn hiện nay các bạn biết là chúng ta nhập giống, các cái trại là nhập giống là không theo được cái kế hoạch, không theo được cái tỷ lệ, mà thường là họ nhập theo tức là nhập được bao nhiêu là nhập để đủ cái lượng mà đủ công suất của trại, chứ nó không theo được cái cơ cấu đàn nó chuẩn. Chính vì thế nó làm cho mất cái cân bằng ở trong đàn, do đó cái miễn dịch ở trong đàn nó cũng sẽ không đồng đều, và nó tạo ra cái lỗ hổng, làm nhiều trại thì không đủ cái điều kiện để mà nuôi cách ly, tức là nuôi cách ly, hoặc là không có đủ điều kiện để nuôi cách ly đủ thời gian, thì khi mà ta cho nhập đàn sớm thì nguy cơ mà mang cái mầm bệnh từ bên ngoài vào trong trại là rất lớn. Rồi một vấn đề nữa là con người, đúng không? Chúng ta việc chúng ta di chuyển từ trại này sang trại khác không đảm bảo vấn đề an toàn sinh học thì cũng là một cái vấn đề mà làm lây lan dịch. Tuy nhiên thì sau dịch tả heo châu Phi thì cái vấn đề ta kiểm soát con người ra vào trại cũng là tốt hơn so với trước rất là nhiều. Rồi về các con đường mà lây truyền virus vào trong trại thì chúng ta có thể thấy là thứ nhất là có thể từ heo vào trong trại, từ tinh, rồi từ các cái ruồi muỗi côn trùng, rồi từ cái việc chúng ta tiêm điều trị, rồi từ việc vận chuyển heo, từ việc xuất bán heo, rồi có thể lây nhiễm ở trong trại khi mà chúng ta không đảm bảo được cái khoảng cách giữa hai trại. Cái việc khoảng cách giữa hai trại này thì ở những vùng mà mật độ chăn nuôi cao thì gần như không đảm bảo được. Đúng không? Thì do đó mà muốn để mà kiểm soát được cái tai xanh tốt, đặc biệt là những cái công ty mà họ làm những cái trại cũ kỹ, trại ông bà ở trại âm tính, thì người ta phải tìm những cái khu vực mà nó ở xa khu dân cư và đảm bảo được, phải đòi hỏi rất nhiều những cái yếu tố, đặc biệt là cái khoảng cách, thì người ta phải đưa lên những cái vùng cao, vùng xa mới đảm bảo được an toàn sinh học. Tôi chuyển sang cái phần 2 là cái phần chính hôm nay. Chúng ta sẽ phân biệt giữa các cái chủng khác nhau, thì cái vấn đề lâm sàng thì chúng ta phân biệt như thế nào. Thì về cơ bản thì các cái dấu hiệu về tai xanh thì chúng ta cứ gọi chung là tai xanh, nhưng mà chúng ta ít khi chúng ta phân biệt hoặc đánh giá cái mức độ diễn biến lâm sàng để chúng ta có thể nghi ngờ xem là nó là cái thuộc cái tai xanh type 1 hay type 2 hay là tai xanh chủng đầu đực cao. Thì đây là những cái triệu chứng chung khi mà bị bệnh tai xanh ở trên nái và trên heo thịt. Trên nái thì chúng ta thấy là những cái biểu hiện như biếng ăn, mệt mỏi và có tính chu kỳ. Chúng ta cứ thấy thỉnh thoảng nó sốt bỏ ăn. Sau đó là nó có thể lại bình thường, và sau đó một thời gian nó lại bị lại. Thì khi sốt thì sốt cao trên 40 độ, thân nhiệt là tăng, có thể tăng hơn 40 độ. Biểu hiện là trên người nó đỏ, đỏ tai, âm hộ, rồi vú, bụng. Đối với nái đang nuôi con thì có thể có hiện tượng là bị mất sữa, và thường hay bị liệt ở hai chân sau, bị sinh sớm, tức là bị sẩy thai sớm. Sinh nhóm nếu mà bị ở giai đoạn trên 110 ngày thì gần như là cái tỷ lệ mà bị sẩy thai hoặc đẻ non là rất cao, và thường sẩy thai ở giai đoạn cuối trên nái mang thai. Tỷ lệ chết thai trước sinh rất là cao, tức là có thể chết trắng hoặc là thường là chết trắng, chết ngà, và chậm lên giống sau khi cai sữa. Đấy là những cái dấu hiệu chung về tai xanh ở trên con heo nái. Đối với heo thịt thì đẻ ra có thể bị chết non hoặc là yếu nếu mà ở giai đoạn theo mẹ, chậm sinh trưởng, có các cái vấn đề về hô hấp rất là trầm trọng, ví dụ viêm kết mạc mắt, chảy nước mắt, chảy ghèn, cơ thể khó thở và run rẩy.
bị rối loạn hô hấp và thở thể bụng tăng dần, hóc bụng và có thể ngồi thở choáng ngột, chảy nước mũi và cũng có thể có hiện tượng bị liệt chân sau. Đấy là những cái dấu hiệu lâm sàng chung. Để cho các bạn có thể phân biệt một cách rõ hơn về các cái diễn biến lâm sàng của các cái chủng khác nhau thì tôi xin phép là sẽ sâu lên các cái mức độ diễn biến lâm sàng của ba cái chủng chính hiện nay, đó là chủng châu Âu, chủng Bắc Mỹ và chủng độc lực cao Trung Quốc. Thì đây là một cái sơ đồ về cái mức độ gây bệnh của cái chủng các cái chủng và đây là cái biểu đồ này là nó thể hiện là diễn biến các cái diễn biến sau những ngày gây bệnh, và đây là cái kiểm tra cái virus. À, thì chúng ta thấy là cái chủng Trung Quốc là cái chủng mà gây chết nhiều, gây rối loạn hô hấp sinh sản trầm trọng, thì cái virus nó lên rất là cao, sau khoảng 7 ngày nó là cao nhất, nó chủng là rất là mạnh. Chúng ta sẽ đi lần lượt các cái dấu hiệu lâm sàng của các cái chủng này. Đầu tiên là dấu hiệu lâm sàng của chủng Trung Quốc độc lực cao. Thì chủng Trung Quốc độc lực cao sẽ có các dấu hiệu lâm sàng chính, đó là sốt rất cao trên 40 độ C, thậm chí lên 41 độ C, bị hô hấp mà và có chảy dịch mũi, giảm ăn, bỏ ăn lên tới 80% đà, có biểu hiện khó thở, biểu hiện sảy thai đồng loạt ở các giai đoạn khác nhau, các lứa tuổi khác nhau và có thể bị chết, chết đột tử. Thì đây là những cái hình ảnh mà ở những cái giai đoạn đầu của dịch chúng ta thấy là heo con có những cái biểu hiện là tai tím, tím tái và xanh, lợn nái thì có thể chết đột tử. Thứ nhất là biểu hiện về sốt thì chúng ta thấy là heo có biểu hiện là sốt rất cao và trên da thì tím tái hoặc là đỏ xuất huyết. Đây là những biểu hiện những cái ổ dịch mà tai xanh chủng cao Trung Quốc rất là điển hình, thậm chí là nó tím và tới xanh nên người ta còn gọi bệnh này là bệnh tai xanh. Chúng ta thấy là trên da có những biểu hiện về tím tái rồi xanh. Về biểu hiện về dịch mũi, đây chúng ta để ý thấy là gì ạ, mũi bị chảy dịch rất là gì ạ, dịch đặc, đặc sền sệt chanh rất là nhiều, kiểm tra trong đàn thì rất nhiều dịch mũi, và chính là vì nó cái dịch nó tích tụ ở rất nhiều trong đường hô hấp trên và làm cho vật khó thở. Biểu hiện giảm ăn thì lên tới trên 80% trong đàn. Đột ngột chúng ta có thể heo heo thịt hoặc là heo nái thì có thể tỷ lệ bỏ ăn lên tới trên 80%. Thế là như vậy, chủng độc lực cao Trung Quốc là cái biểu hiện nó khá là trầm trọng. Khó thở, heo có biểu hiện khó thở, thở hóp bụng, thường thở thể bụng, thậm chí có những trường hợp nó ngồi thở như chó ngồi. Đây là biểu hiện lâm sàng của tai xanh chủng độc lực cao Trung Quốc. Về sảy thai thì đối với tai xanh chủng độc lực cao Trung Quốc là thứ nhất là về tai xanh thì nó sảy thai đồng loạt, và khi mà sảy thai thì nó có thể ở trong nhiều, chúng ta có nhiều tuần mang thai khác nhau thì nó có thể xảy ra cái tình trạng là sảy thai ở các tuần khác nhau, do đó là cái kích cỡ thai nó cũng khác nhau. Và đối với tai xanh Trung Quốc thì khi mà sảy thai thì thường hay sảy cả bọc, và các cái thai này thì màu nó thường đồng nhất nhau, nó khác với trường hợp mà các trường hợp khác ví dụ như là pavo hoặc là sơ cô thì nó có hiện tượng thai khô, thai gỗ lẫn với những cái thai còn sống, nhưng mà đối với tai xanh là sảy đồng loạt. Đây là sảy thai ở giai đoạn cuối, ta sảy thai ở những cái thai thai dài, đúng không? Chu kỳ trưởng kỳ cuối. Đây cũng tương tự như vậy. Một trong đặc trưng của tai xanh Trung Quốc đó là chúng ta thấy là khi mà sảy thai nó hay sảy cả bọc, cả bọc thai. Và có hiện tượng chết và chết nhiều ở lái mang thai. Đối với tai xanh Trung Quốc mà trên lái thì sẽ chết nhiều ở lái mang thai, chết đột tử rất là nhiều. Đó. Chết và với biểu hiện là tím tái và đỏ khắp người. Đỏ khắp người. Đây là biểu hiện đối với tai xanh Trung Quốc. Chủng này được gọi là chủng mà gây trầm trọng nhất. Tiếp theo là cái dấu hiệu lâm sàng của chủng Bắc Mỹ. Chủng Bắc Mỹ thì cái mức độ nó ở mức độ nó nhẹ hơn, thì nó sẽ biểu hiện ở trên bốn cái dấu hiệu chính, đó là sốt cao, giảm ăn khoảng 20%, sảy thai ở cái tuần thai lớn và bị hô hấp ở trên heo cai sữa. Đây là biểu hiện là sốt cao, sốt nằm chồng đống lên nhau.
Heo sốt nằm chồng đống lên nhau và trên nái thì có hiện tượng sốt bỏ ăn. Có hiện tượng giảm ăn khoảng 20% đàn. Đó, 20% giảm ăn khoảng 20% đàn. Và sảy thai ở những cái tuần thai lớn, tuần thai lớn. Và thường cũng sảy cả bọc thai luôn. Khác với tai xanh Trung Quốc là nó sẽ sảy thai ở tất cả các tuần thai khác nhau. Nhưng đối với tai xanh chủng Bắc Mỹ thì nó chỉ sảy thai ở những cái tuần thai lớn thôi, những cái tuần thai to thôi. Chứ còn thai nhỏ những tuần trước thì nó sẽ không không xảy ra cái hiện tượng sảy thai. Đây là cái hô hấp ở trên heo cai sữa. Đối với chủng Bắc Mỹ thì biểu hiện ở heo sau cai sữa thì nó sẽ có biểu hiện hô hấp rất là trầm trọng. Cái dấu hiệu lâm sàng thứ ba đối với chú trên nhóm của chủng châu Âu thì đây là cái chủng mà ở mức độ lâm sàng nó sẽ nhẹ nhất và người ta xem xét trên ba cái dấu hiệu. Thứ nhất là biểu hiện trên heo nái có hiện tượng mất sữa, bị hội chứng MMA. Cái thứ hai là có hiện tượng sảy thai muộn. Thứ ba là có hiện tượng hô hấp ở trên heo cai sữa. Thì đầu tiên là về dấu hiệu mất sữa thì đối với heo mà nhiễm tai xanh chủng châu Âu thì thường có biểu hiện là kém sữa, mất sữa trong vòng một tuần đầu sau khi đẻ. Và đi kèm nó là gì ạ? Con theo mẹ sẽ yếu và có hiện tượng bị tiêu chảy. Đây là cũng cái biểu hiện sảy thai muộn ở tai xanh chủng gì ạ? Chủng châu Âu. Khác với tai xanh chủng Trung Quốc đó là gì ạ? Nó sảy thai ở tất cả các cái chu kỳ, tất cả các cái tuần tuần thai khác nhau nó đều sảy. Nhưng đối với tai xanh châu Âu hoặc tai xanh Bắc Mỹ thì nó sảy chủ yếu ở những tuần thai lớn. Đấy, đối trên nái chúng ta lưu ý. Còn trên heo cai sữa thì chúng ta thấy là có hiện tượng bị hô hấp, bị viêm kết mạc mắt, mắt có rử có ghèn rất là nhiều. Nên là khi mà chúng ta vào một cái trại heo, đặc biệt là trại heo cai sữa, nuôi heo thịt hoặc heo cai sữa mà chúng ta thấy tỷ lệ heo bị đóng ghèn, có rử nhiều, bẩn hai bên mắt bẩn nhiều như này, thì cái vấn đề là cái trại này có vấn đề tai xanh là gần như chắc chắn, gần như chắc chắn. Và khi xử lý những cái trại mà có biểu hiện mắt nó viêm kết mạc mắt và chảy ghèn khủng khiếp như thế này thì vấn đề xử lý nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì lúc đó nó đã bội nhiễm và kế phát rất nhiều các bệnh khác nhau rồi. Và trên heo cai sữa này thì sức đề kháng nó giảm nên là kế phát rất nhiều bệnh liên cầu, rồi thì viêm da tiết dịch, rồi các vấn đề về hô hấp khác rất là trầm trọng. Thì đó là các cái dấu hiệu về triệu chứng lâm sàng mà chúng ta có thể tách ra làm ba cái chủng khác nhau là Trung Quốc, rồi đồng cao Trung Quốc, rồi chủng Bắc Mỹ, rồi chủng châu Âu. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần liên quan bệnh tích. Thì đây là những cái bệnh tích của bệnh tai xanh ở những cái giai đoạn đầu của dịch, hoặc là những cái heo chết do chủng đồng cao Trung Quốc, thì nó có hiện tượng là chết ở trên cả heo nái, cả hậu bị và cả heo thịt, có hiện tượng da đỏ ửng xuất hiện lan tràn hoặc tím tái. Thì đấy là cái những cái bệnh tích đầu tiên của nó. Đây cũng thế, chết cao ở giai đoạn nái đang mang thai hoặc là gì ạ, đỏ ửng. Chúng tôi vẫn còn nhớ là năm 2017 2008 thì có những cái trại chăn nuôi heo nái này thì thậm chí là họ phải tiêm để cho nó kích thích cho nó sảy cái thai ra để cứu lấy con mẹ. Tức là đang mang thai chưa sảy nhưng mà tiêm thuốc để nó đẩy thai ra để cứu con mẹ, để cho những cái lứa sau. Cái giai đoạn đầu của tai xanh là phải làm đến những giải pháp như vậy. Về mổ khám thì bệnh tích ở tai xanh với bệnh tích đặc trưng là nó bị xuất huyết lan tràn ở hầu hết các cơ quan nội tạng. Bị xuất huyết lan tràn ở hầu hết các cơ quan nội tạng. Bên ngoài chúng ta có thể quan sát thấy khi nó mổ các cái hạch như hạch dưới hàm, hạch bẹ hoặc hạch amidan thì đều có hiện tượng sưng và xuất huyết đỏ như quả dâu chín. Đấy là đối với tai xanh, đây là cái hạch đỏ như quả dâu chín. Đây cũng tương tự như vậy. Não bị xuất huyết, tim bị xuất huyết, tim xuất huyết, rồi phổi xuất huyết, có thể xuất huyết thành đám hoặc là gì ạ, phổi bị phù, nách thì nhồi huyết, sưng to nhồi huyết, gan cũng sưng và vàng. Đối với thận thì xuất huyết vỏ thận, đinh ghim, trên đối với tai xanh là như thế. Thì đây là những cái dấu hiệu của tai xanh. Đây là những trường hợp mà trước kia chưa có dịch tễ châu Phi thì chúng ta nhìn cái
Nhìn những cái tai này, nếu bây giờ thì chúng ta sẽ dễ nhầm lẫn giữa tai xanh với chỉ là châu Phi, nhưng đây thực tế là những cái hình ảnh mà chụp những cái ổ tai xanh, mổ khám tai xanh từ cái thời chưa có gì cả châu Phi, thì chúng ta thấy là lách sưng rất là to, xuất huyết, nhồi huyết. À, đây là những trường hợp cái lách mà của con heo rất bé nhưng mà khi mà ấy nó rất là to, sưng to và nhồi huyết. Đối với phổi thì nó có hiện tượng bị phù phù phổi, phù phổi và xuất huyết nghiêm trọng, và chúng ta nhìn thấy là nó bị viêm phổi kẽ giống như vân đá hoa. Đây là phù phổi, cái hình này là hình phù phổi và xuất huyết nghiêm trọng do bị nhiễm cái tai xanh chủng độc cao Trung Quốc. Cái bệnh tích này thì bây giờ chúng ta nhìn thì khá là nhiều. Đây là một cái trường hợp khác là xuất huyết và phù phổi nghiêm trọng, và trường hợp này có thể liên quan đến cái phát với cả liên cầu. Liên cầu. Đây là những trường hợp mà ta nhìn thấy có hiện tượng viêm phổi kẽ và phù phổi rất là rõ, đúng không? Chúng ta nhìn thấy các cái đường vân rất là rõ, phổi bị phù, và chính vì phù phổi như vậy nên là cái hô hấp nó bị trở ngại. Nên nếu mà các cái điều kiện là về tiểu hiệu chủng nuôi cũng như là các việc mà ta can thiệp xử lý mà không chú trọng đến khai thông đường thở thì cái tỷ lệ chết do cái bệnh tai xanh này sẽ cao. Đây là trường hợp mà phổi xuất huyết, cũng xuất huyết lan tràn, và nếu mở ra thì ta để ý thấy là đối với tai xanh thì cái nắp thanh quản, nắp thanh quản thì khu vực thanh quản thì cũng có hiện tượng xuất huyết ở thanh quản và khí quản. Ở trên thận thì thường thấy xuất huyết ở đinh, xuất huyết đinh ghim ở vỏ thận, và nếu mà bổ cái thận ra thì ở nhu mô thận cũng có hiện tượng bị xuất huyết. Ngoài ra thì còn có hiện tượng xuất huyết ở trên dạ dày, rồi đường ruột, và xuất huyết ở trên manh tràng, bàng quang. Thì đây là hai cái hình xuất huyết ở trên dạ dày. Đó. Thì đối với cái bệnh tai xanh này thì về các cái dấu hiệu lâm sàng thì nó cũng khá là dễ 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 nhận biết. Thì chúng ta có thể căn cứ vào các dấu hiệu lâm sàng này để chúng ta quan sát. Thì muốn phân biệt ở ba cái thể là Trung Quốc, đồng cao Trung Quốc, Bắc Mỹ, hoặc thì chúng ta xem lại các cái phần liên quan đến dấu hiệu lâm sàng của ba bệnh này. Và chẩn đoán thì hoàn toàn chúng ta có thể căn cứ vào những cái dấu hiệu lâm sàng để chúng ta đưa ra những cái chẩn đoán sơ bộ để có những cái giải pháp can thiệp cho tai xanh. Vì thực tế là nhiều trường hợp là chúng ta chẩn đoán là tai xanh nhưng khi chúng ta xét nghiệm thì đặc biệt là xét nghiệm virus thì chúng ta không tìm thấy cái virus tai xanh, thì nó có thể liên quan đến một là cái bệnh phẩm chúng ta lấy không được đầy không không đúng, hoặc là gì ạ, cái tại cái vị trí đó thì nó không có hiện diện của virus nhưng mà thực tế thì nó đã có cái bệnh, những cái bệnh tích của tai xanh. Về chẩn đoán xét nghiệm thì hiện nay chúng ta có thể là xét nghiệm bằng cách phát hiện virus, thì chúng ta có thể sử dụng phát hiện virus bằng cái phương pháp PCR, thì có bằng chạy bằng pocket, thì cái này chẩn đoán nhanh thì nó cũng khá là tiện dụng. Tuy nhiên thì cái độ chính xác thì nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định, và phổ biến nhất hiện nay thì người ta sẽ xét nghiệm bằng PCR hoặc là real time PCR. Với real time PCR thì người ta sẽ định được cái chủng là Bắc Mỹ hay là chủng độc cao Trung Quốc luôn. Bên cạnh đó thì mình có thể tiến hành kiểm tra cái kháng thể bằng việc là chạy ELISA, và cái phần này thì nó khá là dài nên là tôi sẽ xin phép là mình không đi sâu, không đi sâu, bởi hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu là liên quan đến vấn đề lâm sàng và cái xử lý. Còn sau này các bạn nào mà làm ở các trại mà có vấn đề về tai xanh có thể liên hệ với chúng tôi hoặc là với chỗ chị Hương bên Vetlatech và các cái phòng lab, thì chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn các cái kết quả khi mà đọc các kết quả này để xử lý. Đó, thì cái phần trình bày của tôi hiện nay thì sẽ xin phép là tạm dừng ở đây, và tiếp theo thì xin mời bác sĩ Mạnh sẽ chuyển sang cái phần liên quan đến những cái tình huống thực tế ở trong trang trại, tức là các cái phương án xử lý, các phương án xử lý đối với bệnh tai xanh này ở trang trại. Thì tôi sẽ xin phép thoát cái màn hình này ở đây và mời bác sĩ Mạnh sẽ sâu cái phần của bác sĩ Mạnh lên. Dạ vâng, em cảm thầy. Alo. Ok, đang đang xem màn hình rồi, nó chưa Em chưa thấy của em đang đưa đưa máy luôn ạ.
Chưa, à được rồi. Ok, nhìn thấy rồi. Rồi ạ, bây giờ thì xin mời các bạn sẽ tiếp theo dõi cái phần 2 là phần hướng dẫn xử lý các vấn đề về PIS do bác sĩ Thạch Văn Mạnh sẽ trình bày với các bạn. Vâng. Tiếp nối phần thứ hai về vấn đề tiếng Anh thì em cho tất cả anh chị chia sẻ với người vấn đề về thực tế khi mà xử lý tại các trại sẽ xử lý như thế nào ấy. Thì ok. Xử lý tại một trang trại vấn đề về tay xanh ấy, thì em có lên một cái list, có nghĩa là như nào, có nghĩa là từng bước một nó sẽ như sau. Đầu tiên là mình sẽ xác định cái tình trạng nhiệm của tại trại đó, là xem nó đang ở tình trạng như thế nào, nó đang đổ trên nhóm nào, trên nhóm theo mẹ, nhóm cai sữa, nhóm nái đẻ, nái bầu hoặc là nhóm thịt, để mình đánh giá xem là ở trại đó nó đang vấn đề nó có phức tạp hay không phức tạp, sau đó mình sẽ lên phương án xử lý. Vì thứ hai nữa là mình sẽ tìm hiểu những hạn chế liên quan đến cái việc xử lý ở tại trại đó, là những cái trong quá trình mình xử lý ấy, mình sẽ gặp những cái khó khăn gì để cái việc xử lý của mình nó không thành công ấy. À, sau khi mà mình tìm hiểu được hạn chế đó xong ấy, mình sẽ xây dựng cái quy trình xử lý cho từng nhóm một. Em xin phép nhờ anh chị đang có thể tắt mic được. Mạnh bật tiếng ấy mày ơi. Đến đến phần thứ tư, phần thứ tư là sau khi mình xây dựng được cái quy trình xử lý cho hệ thống trang trại của mình ấy, là mình đã xử lý xong rồi, thì cái vấn đề xử lý xong thì mình sẽ phải giám sát và đánh giá sau xử lý để xem là cái hiện trạng của trại đó sau xử lý nó đã ổn định hay chưa. Và đến phần thứ năm là cái việc mà mình sẽ lên cái chương trình giám sát đánh giá định kỳ tổng thể cho cái trang trại của mình hoặc là chủ của khách hàng đó, làm sẽ các bước sẽ bắt đầu như vậy. À, thứ nhất, đối với cái xác định tình trạng nhiễm của trại thì các thông tin cơ bản về lâm sàng, rồi vấn đề về các cái tỷ lệ nhiễm, rồi Trung Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu nó như thế nào, thì phần vừa rồi là thầy Minh cũng trao đổi rồi, thì cái phần này em sẽ click qua nhanh thôi, không 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 qua lại nhiều. Đây có cái này thì cũng nhắc lại một chút, thì triệu chứng lâm sàng trên heo nhiễm bệnh đối với từng nhóm heo ấy, thì đa phần tất cả các heo bị vấn đề về nhiễm tay xanh ấy, nó sẽ có vấn đề về sốt, đấy là triệu chứng đầu tiên. Sau đó nó sẽ có vấn đề gì, nó sẽ có vấn đề là con heo sẽ có vấn đề giảm ăn hoặc là có vấn đề bỏ ăn. Và đối với trên nhóm heo con theo mẹ ấy, hoặc cai sữa hoặc thịt ấy, nó sẽ có vấn đề về chảy nước mũi ở giai đoạn đầu, là sẽ trong, và đến cái đoạn sau khi mà nhiễm kế phát thêm một số mầm bệnh do vi khuẩn khác ấy, là cái dịch mũi nó sẽ dần dần có thể lên đặc và chuyển màu sang màu vàng hoặc màu màu sẫm sẫm hơn một chút. Và những cái nhóm heo có biểu hiện như này là có biểu hiện nó sẽ có vấn đề về hắt xì hơi tương tự như một người bị cúm ấy, là cái này là sẽ có trong những nhóm heo bị vấn đề về tai xanh. Khi cái triệu chứng này mà trang trại không phát hiện được kịp thời, và cái việc mà chăm sóc heo nó không được tốt ạ, dẫn đến cái việc mà nó kế phát các mầm bệnh khác liên quan đến vấn đề hô hấp, sau đó là sẽ có kế phát thêm cả các bệnh liên quan vấn đề về đường tiêu hóa đó. Như vậy là sẽ có vấn đề thiệt hại đối với trang trại. Đấy trên nhóm heo con heo thịt. Đối với hậu bị thì cũng tương tự như trên nhóm heo thịt, và đối với trên trên heo nái, là ngoài các cái triệu chứng ví dụ như sốt, bỏ ăn, rồi chảy nước mũi, rồi có vấn đề về hô hấp ấy, thì sẽ có các biểu hiện nó đặc trưng hơn một chút nữa, là liên quan vấn đề về sảy thai, vấn đề về đẻ non, vấn đề về sảy thai chủ yếu là cái giai đoạn cuối là sẽ gặp rất là nhiều, rồi vấn đề nữa là gặp cái tỷ lệ mà nái bị viêm sau đẻ rất là nhiều đó. Và nữa là một số nái có thể nhiễm cái chủng Trung Quốc ấy,